Giả như tìm được 10 người lành. Tình hình đất nước cũng như thế giới ngày càng làm xao xuyến tâm hồn những người quan tâm đến vận mệnh quốc gia, dân tộc, cũng như an ninh, hạnh phúc toàn cầu. Khi các dấu hiệu báo trước tương lai không mấy sáng sủa, lũ lượt nối đuôi nhau kéo về, đe dọa. Không xao xuyến thế nào được, khi khủng hoảng ở mọi lĩnh vực đang làm suy yếu nền an ninh chung. Và người dân ở bất cứ quốc gia nào cũng cảm thấy không còn được bảo vệ an toàn. Quả thực, chúng ta đang sống trong một thế giới không có gì bảo đảm, giữa một xã hội không còn gì vững chắc, nhưng tất cả đều bấp bênh. Không có gì đảm bảo vì mất hết niềm tin. Bởi người tin ta hay ta tin người, cả hai dường như đều không còn có thể, khi quá nhiều chiêu trò lừa đảo biến ta thành kẻ sợ sệt, hèn nhát, dè dặt, nghi ngại trước mọi việc, mọi người, đến độ muốn giúp người cũng không dám. Vì rủi ro bị kết án vô tội, nguy cơ bị chụp mũ, chủ mưu, thủ phạm. Không còn gì vững chắc trong xã hội mà lòng người ngày càng gian ác. Bạo lực biến chúng ta thành vô trách nhiệm, đến độ có thấy cảnh đau thương và chạnh lòng trắc ẩn, muốn ra tay nghĩa hiệp cũng đành nuốt lệ, lầm lũi bước đi. Làm như không biết và không thấy, không nghe để tránh liên lụy. Và tất cả đều bấp bênh trong một xã hội mà bất cứ chuyện gì dù nhỏ và vô lý đến đâu cũng có thể được xé ra to, thiêu dệt, thổi phồng để phục vụ tham vọng của đảng phái, phe nhóm và mục đích cá nhân. Như chuyện anh Mỹ da đen chết vì ngạt thở dưới đầu gối của anh cảnh sát Mỹ da trắng, đang được các đảng phái triệt để khai thác một cách quá đáng đến thiếu lương thiện, để trở thành nguy cơ làm suy thoái nước Mỹ về mọi mặt. Chúng ta cũng đang sống trong một thế giới mà mục tiêu là chiếm quyền thống trị, bá chủ, bá vương, tranh giành quyền lực, ngôi thứ. Và chỉ trong chớp mắt, thế giới sẽ biến thành bãi chiến trường. Và vận mệnh của loài người lúc nào cũng như ngàn cân treo sợi tóc, do đe dọa khủng khiếp của vũ khí hạt nhân, nguyên tử mà các cường quốc thù nghịch nhau đều có sẵn ở trong tay. Trong thế giới đầy nguy hiểm, nhiều rủi ro, giữa xã hội không ai dám tin ai và bạo lực, chúng ta không khỏi lo lắng cho hiện tại và tương lai của chính mình và mọi người. Nhưng làm thế nào để ngăn chặn nguy cơ diệt vong ngày càng đến gần, đang rình rập, đe dọa? Câu trả lời sẽ khác nhau tùy niềm tin hơn là tùy khả năng và kiến thức. Bởi vấn đề của thời đại không còn là khả năng hiểu biết cho bằng khả năng tin. Bởi khả năng giải quyết vấn đề không còn tệ hại ở con người tri thức, vì tương quan giữa con người và tương quan giữa các quốc gia không còn được đặt trên nền tảng hiểu biết nhau. Khi nguyên tắc vàng là mạnh thắng yếu thua, cường quốc bắt nạt nhược quốc, đàn anh ăn hiếp đàn em, hàng xóm rắp ranh xâm chiếm lãnh thổ của láng giềng, bởi khả năng tháo gỡ khó khăn trong giao tế không còn do con người khoa học công nghệ, khi mục tiêu phải đạt chỉ còn là lợi ích riêng tư, lợi nhuận phe nhóm, bởi khả năng hóa giải mâu thuẫn, hòa giải cộng đồng không còn dựa trên công lý, nhân quyền, nhưng bị mặc cả, mua bán bởi những trọc phú có bàn tay long lá gian ác, bí mật mà ít người được biết đến. Vì thế, trông cậy tuyệt đối vào tài năng của con người, vào khả năng bao trùm của khoa học ở thời buổi nhiễu nhương, đầy đe dọa, nhiều rủi ro này, thiết tưởng là chọn lựa cần phải xem lại. Cần xem lại để nhận ra nguyên nhân đưa đến chiến tranh chính là tâm hồn bạo lực. Bởi mọi hành vi bạo lực
mọi phong trào bạo lực, mọi sinh hoạt bạo lực đều xuất phát từ trái tim bạo lực. Cần xem lại để nhận diện nguyên nhân của bạo lực chính là ganh ghét, hận thù. Bởi ghen tương, đố kỵ mới là trung tâm điều phối bạo lực, động cơ của bạo lực. Nhưng ganh ghét, hận thù, bạo lực là những vấn đề của tâm hồn, những câu chuyện khó nói thuộc trái tim, những vấn nạn của tinh thần mà chỉ niềm tin mới can thiệp, hướng dẫn được. Thực vậy, sở dĩ thế giới ngày càng hỗn loạn, xã hội ngày càng mất an ninh, con người ngày càng điên đảo, hung bạo vì niềm tin trong tâm hồn con người đang bị phá sản trầm trọng. Bị phá sản trầm trọng, con người mới mất điểm tựa vững chắc để yêu thương. Bởi không tình yêu nào không bắt nguồn từ niềm tin, tin nhau, tin vào lời hứa, thiện chí và cố gắng của nhau cho một tương lai hạnh phúc. Bị phá sản trầm trọng, con người mới lạc lõng mất phương hướng trên đường đời. Và cuộc đời không niềm tin sẽ chẳng khác con thuyền không lái, không phương hướng, không bến bờ, không hy vọng. Bị phá sản trầm trọng, con người không thể sống như thái, bình an. Bởi dù muốn hay không muốn, chấp nhận hay khước từ, đau khổ và sự chết vẫn mãi là vấn nạn, chỉ lý giải được bằng niềm tin. Chỉ niềm tin mới giúp vượt qua được. Chính vì thế, một thế giới muốn khai tử niềm tin, một xã hội triệt phá niềm tin, một quốc gia chủ trương vô thần sẽ không thể là một thế giới bình an, một xã hội an lành, một quốc gia cường thịnh. Vì xây cơ đồ trên cát, trước sau cũng bị sóng biển phá tan, xóa sạch. Bởi con người không chỉ là vật chất, nhưng là vật chất và tinh thần. Chính tâm hồn điều khiển thân xác, và tâm hồn cần niềm tin như không khí cần cho thân xác, để làm cho toàn thể con người được hạnh phúc trong sự sống và tình yêu. Hoàn cảnh thế giới và đất nước hôm nay không mấy khác với tình cảnh của Sodom và Gomorrah trong Cựu Ước. Khi Thiên Chúa buồn rầu thốt lên: tội lỗi của chúng ta quá nặng nề, và ra quyết định tiêu hủy hai thành này bằng làm mưa diêm sinh và lửa từ trời, phá đổ các thành ấy và cả vùng, cùng với toàn thể dân cư các thành ấy và cây cỏ trên đất. Lúc ấy, Abraham đã tha thiết năn nỉ Chúa: chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao? Giả như trong thành có 50 người lành, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ thật sao? Chẳng lẽ Ngài không dung thứ cho thành đó vì 50 người thành trong đó sao? Chẳng lẽ Ngài không dung thứ cho thành đó vì 50 người lành trong đó sao? Ngài làm như vậy chắc không được đâu. Và Abraham đã kèo Ngài mặc cả với Chúa, từ 50 người xuống còn 10 người. Xin Chúa đừng giận, cho con nói một lần này nữa thôi. Giả như tìm được 10 người thì sao? Chúa đáp: vì 10 người đó, ta sẽ không phá hủy Sodom. Vâng, với đức tin của giáo hội, người tín hữu trong thế giới này, của thời đại phá sản niềm tin này, cần học Abraham gương sống đức tin và cầu nguyện, để cầu nguyện cho chính chúng ta và mọi người trên thế giới tìm lại đức tin đã mất, xây dựng lại niềm tin đang bị chính con người xóa bỏ, để vì 10 người lành mà thế giới, quê hương sẽ được cứu thoát. Bởi trước đe dọa bị hủy diệt, chúng ta chỉ còn vũ khí đức tin và lòng trông cậy vào Thiên Chúa là đấng cứu độ toàn năng, và giàu lòng thương xót và giải thoát và cứu chữa loài người chúng ta.